Nào các em sẵn sàng chưa? Câu số 1 nào. Câu số 1. Câu số 1. Trong phân tử của carbohydrate thì luôn có cái gì? Trong phân tử của carbohydrate thì luôn có cái gì? Thế thì carbohydrate nhá, thì nó luôn luôn có gì? Nhóm chức ancol. Luôn luôn có nhóm chức ancol. Nó luôn luôn có nhóm chức OH. Đấy, các em nhớ chưa? Đấy, trong phân tử carbohydrate. Tại sao trong phân tử của carbohydrate thì lại luôn luôn có nhóm chức ancol? Tại vì thế này, carbohydrate được định nghĩa là hợp chất hữu cơ tạp chức, là hợp chất hữu cơ tạp chức, hợp chất tạp chức trong phân tử chứa nhóm chức ancol và nhóm chức carbonin. Ok chưa? Vì vậy nên nó là nhóm chức ancol. Đáp án đúng chúng ta là 1C nha. Câu số 2 này. Chất thuộc loại disaccharide là. Thế muốn biết được là chất nào thuộc loại disaccharide ấy, thì các em cần để ý này. Cần để ý thế này. Bọn carbohydrate thì nó chia thành hai loại. Một loại là monosaccharide. Saccharide thì nó gồm có hai thằng, cùng có công thức phân tử là C6H12O6, là glucose, glucose và fructose, fructose. Ok chưa? Đấy nha, đấy là bọn monosaccharide. Thứ hai là bọn disaccharide. Disaccharide là đều có cùng công thức phân tử là C12H22O11. Một thằng là saccharose và một thằng là maltose. Và cuối cùng là bọn polysaccharide. Polysaccharide đều cùng có công thức là C6H10O5, tất cả n lần. Tên là một thằng là tinh bột và một thằng là cellulose. Cellulose. Ok chưa? Thế vậy. Chất thuộc loại disaccharide là sac và man. Về đây mình có là chọn thằng sac B bỏ. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường nhá. Nào mình có câu tiếp. Câu số 3. Hai chất là đồng phân của nhau là. Hai chất là đồng phân của nhau. Các em chú ý cho thầy này. Các em chú ý thật kỹ cho thầy này. Hai chất đồng phân của nhau này thì mình có này. Monosaccharide thì glu và fruc là đồng phân của nhau. Nhìn chưa? Glu và fruc là đồng phân của nhau. Bởi vì nó cùng công thức phân tử là C6H12O6. Sac và man là đồng phân của nhau bởi vì cùng có công thức là C12H22O11. Thấy chưa? Nhưng tinh bột và sen không phải là đồng phân của nhau. Lý do thế này này. Lý do là N của tinh bột khác nhau. Số mắt xích của tinh bột chạy từ 100.000 cho đến 300.000, của sen là từ 1 triệu đến 3 triệu. Nên tinh bột và sen không phải đồng phân của nhau. Vậy chỉ có glu, fruc, sac, man là đồng phân nhau thôi. Là đồng phân. Là đồng phân. Tránh không bao giờ bị nhầm nhá. Vậy mình có ở đây này. Glu và man loại. Fruc và glu đúng. Đúng chưa? Đều là C6H12O6. Đáp án đúng, đáp án B. Thanh niên là chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Xong rồi tag tất cả các bạn lớp 11 vào đây. Hôm nay mình sẽ live stream full toàn bộ phần chia dạng glu và fruc nhá. Nhớ tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Video live stream này đáng nhẽ là thầy dạy ở trong khóa live VIP nhưng mà thầy lại tách ra để cho các em cùng học nha. Mình có câu số 4. Cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide. Cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide. Comment đáp án cho thầy xem nào. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide. Nào, chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide. Chất nào thuộc loại monosaccharide nhỉ? Monosaccharide thì mình có gì? Vừa nãy mình vừa làm xong monosaccharide là glu và fructose đúng không các em? Đấy, rất là dễ. Đấy, cùng comment cho thầy xem nào. Ôi, rất nhiều fan cứng này. Cậu bé lạnh lùng Phạm Thanh Phúc. Tí nữa like xong phải làm quả kết bạn. Ôi, tôi chết quên mất. Nick bị bay màu chứ kết bạn đấy fan cứng rồi. Sắp tới phải kết bạn fan cứng rồi. Vậy monosaccharide chúng ta là glucose. Đáp án đúng đáp án. À, nha. Tiếp tục. Mình sang câu tiếp theo, câu số 5. Câu tiếp theo, câu số 5. Trong các điều kiện thích hợp. Thanh niên nào chưa xe lại về tường xe thật nhanh nhá. Câu số 5. Trong các điều kiện thích hợp, glucose lên men tạo thành khí CO2. Trong các điều kiện thích hợp glucose. Thì các em chú ý này, glucose nó lên men truyền thống C6H12O6. Lên men truyền thống thì nó tạo thành hai thằng C2H5OH và hai thằng CO2. Được chưa?
Vậy nó tạo thành khí CO2 và thằng CH5OH nha. Đáp án đúng mình là đáp án A. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 6. Câu số 6 rất là hay. Câu số 6 mình vừa biết này. Glucose lên men tạo thành CH5OH, đúng chưa? Vậy X chúng ta chắc chắn là C2H5OH. CH5OH thì đi qua COO thì tạo thành CH3CHO. Được chưa? Vậy CH3CHO để tạo thành CH3COH nhá. Được chưa? Thế vậy đây thì viết lại phương trình chuẩn cho chúng ta. Glu C6H12O6 này lên men này thì nó tạo thành 2 lần thằng C2H5OH cộng 2 lần thằng CO2. Sau đó thằng C2H5OH lên men tiếp. Đúng chưa? Đi qua COO đấy, đun nóng nhẹ thì nó tạo thành CH3CHO. Được chưa? Sau đó thằng CH3CHO tác dụng với oxy trong oxit, oxy trong không khí ấy, thì tạo thành, hoặc là để bị oxy hóa không hoàn toàn, tạo thành CH3COH. Vậy đáp án đúng chúng ta X là CH5OH, loại trong này, loại trong này. Y chúng ta là CH3CHO, và đáp án đúng mình là đáp án B bỏ nha. Khanh Hồ đúng, Hào Nguyễn đúng, rất tốt. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh, nếu mà không là hơi bị tiếc đấy. Chuỗi video live stream thấy cực kinh khủng và cực kỳ bá đạo. Các em nghe thấy thầy giọng như thế này mà vẫn còn live stream cho các em, mà các em biết độ nhiệt tình như thế nào rồi. Câu số 7. Câu số 7 đau họng vẫn live stream cho cả nhà. Số 7 nó có mấy đáp án thôi nào. Chất không phản ứng với AgNO3 trong dịch NH3. Lê Thanh Trà Châu nhỉ. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3 trong dịch NH3 đun nóng tạo thành bạc vàng. Chất không phản ứng với AgNO3 trong NH3 đun nóng tạo thành bạc. Vậy chú ý này. Điều kiện để các chất phản ứng với AgNO3 trong NH3. Chất mà phản ứng với AgNO3 trong NH3 để tạo thành bạc nhé, lưu ý để tạo thành bạc thì nó phải tương đương là một trong số các chất sau này. Thứ nhất là nó có nhóm chó. Thứ hai là hoặc là nó có dạng HCOOR phải. Đấy chưa, chỉ có hai thằng này thôi. Vậy glucose. Ok, thank you Thủy nhá. Đúng là thầy đang live chữa cả lý thuyết và chữa cả full bài tập. Có cả chia dạng luôn em ạ. Hôm nay là live cả lý thuyết lẫn bài tập. Glucose có chó. Ok. Tráng gương, đây hỏi không mà. Vậy loại A nhá. HCO là tráng gương đúng không? H chó là tráng bốn gương. Tráng bốn mặt vứt. HCOH thuộc dạng HCOR phải, tráng tiếp, loại tiếp. Vậy đáp án đúng mình chỉ có B. B là tác dụng với A, mặc dù có tác dụng với NH3 nhưng không tạo thành bạc. Vậy sai mình là B. Ok chưa? 7B nhá. Em nhớ, và các em nhớ phải lưu cho phần mà chất phản ứng với AgNO3 này này. Cái này sau này rất nhiều đứa bị nhầm đấy. Sau này rất nhiều đứa bị nhầm chỗ này. Thì có cái chỗ này của thầy là ok. Được chưa? Nào mình tiếp nào. Sang câu tiếp theo, câu số 8. Sang câu tiếp theo, câu số 8 nhá. Thanh niên nào chưa xe là từ hôm nay like trên fanpage tự nhiên ít hẳn, đúng không? Bình thường like trên nick cá nhân bây giờ đông lắm. Thế mà hôm nay like trên fanpage, tại vì thầy bị block nick chẳng biết tại sao. Facebook nó vẫn hay ghét thầy. Thế nên các em chú ý theo dõi thầy cả fanpage và cả nick cá nhân nhá. Nào mình có nào. Câu tiếp theo là câu số 8 nào. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với COH 2 lần là. Dãy gồm các dung dịch mà đều tác dụng với COH 2 lần á. Thế thì để mà tác dụng với COH 2 lần ấy, để mà tác dụng với COH 2 lần. Để mà tác dụng với COH 2 lần thì chúng ta phải lưu lại cái điều kiện. Điều kiện gì để một chất tác dụng với COH 2 lần? Đúng không? Điều kiện. Điều kiện để tác dụng được với COH 2 lần. Thì anh này anh bà Baser. Vậy điều kiện đầu tiên là axit. Axit thì phản ứng Baser chuyện bình thường. Đúng không? Rất nhiều bạn hay quên cái thằng axit này. Đúng chưa? Cái thứ hai là nó có OH. Điều kiện của cái nhóm nó là OH đa và kẻ. Được chưa? Nó phải là OH đa kẻ. Vậy mình có này. Đáp án A mình loại ngay thằng alkylic. Đâu, tối nay tôi thứ tư lịch lai cố định mà em. Lịch lai cố định là thứ hai, thứ tư từ 20 giờ mà. Lịch lai cố định luôn, trong năm cũng vậy luôn. Lợi ạ, à, lợi quên à? Alkylic là không phản ứng này. Được chưa? Natri acetat là CH3COONa cũng không phản ứng với lại COH 2 lần, loại natri acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đấy, bài rất là dễ, rất là hay. Thanh niên nào mà chưa kịp xe thì xe thật nhanh. Nha, xe thật nhanh là biệt tượng. Không là like xong là thầy ẩn. Hôm nay thì chắc không phải nói nhiều nữa, thầy đang bị gọi là gì, bị block mất nick, suốt ngày bị block nick nên là hơi là buồn. Đấy. Nào, ẩn chưa?
Mình có tiếp tục nha. Câu tiếp theo, câu số 9 nào. Ừ, câu số 9 này nhiều bạn nhầm lắm. Số 9 này nhiều bạn sai cực. Để chứng minh cho phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxy. Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxy thì người ta cho dung dịch glucose phản ứng với chất nào? Chứng minh là nhiều nhóm hydroxy vậy là tương đương với việc là OH đa kề đúng không? Đấy, tương đương với việc là OH đa kề. Vậy là gì nhỉ? Tác dụng với CO2 lần ở nhiệt độ thường thì nó sẽ tạo thành dung dịch màu xanh lam. Wow, lên thành trà, tốt, rất tốt. Thủy thủy muốn không, thầy không buồn thì xe trong các nhóm, xe trong các group giúp thầy nha. Nào mình có tiếp nào. Câu số 10. Số chất tác dụng với CO2 lần là, chúng ta lưu ý ở đây để bài hỏi. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là số chất tác dụng với CO2 hai lần. Đề bài hỏi chúng ta là số chất tác dụng đối với CO2 hai lần. Thế vậy bây giờ mình có này. Số chất tác dụng được với COOH 2 lần thì chúng ta phải lưu ý là tác dụng với COOH 2 lần lúc nãy chúng ta đã có lưu này. Đây là mọi điều kiện nhé. Thì axit này, OH đa kề này, và còn một thằng nữa là có nhóm chó. Nhóm chó này là đun nóng để tạo nên cái tổ đầu gạch đấy, đúng chưa? Vậy ăn anconitilic là không vứt rồi. Glycerol là OH đa kề. Biết tại sao glycerol chúng ta biết là OH đa kề đây? OH đa kề chưa? Glucose OH đa kề. Đấy chưa? Dibutylate là không. Acid formic HCOOH đúng không? HCOOH có. Vậy tại sao? Tại thầy viết cấu trúc HC nối đôi O OH, em nhìn nó có nhóm chó này. Vậy là có phản ứng. Vậy là mình có glycerol, glucose và acid formic 1 2 3 cháu. Đáp án đúng phải đáp án A và rất nhiều bạn tô nhầm đáp án D. Bởi vì bạn ấy không biết là acid formic cũng phản ứng. Đấy, kinh khủng không? Đấy, lý thuyết của thầy. Lý thuyết nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà có rất nhiều bạn là bị tèo lý thuyết này. Mở em. Nên thầy thấy nó vẫn nét căng luôn. Mà thầy vẫn đang dùng chung một mạng luôn. Đấy, các em cần chú ý khả năng cao là do của bên Phạm Thanh Phúc chắc là có vấn đề rồi đấy em ạ. Được chưa? Đây là chú ý là tác dụng với lại CO2 lần mà nội bộ. Nào, mình sang chào Zumi Lê. Zumi Lê xe lại về tường chưa? Chưa xe về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Nào, mình có mờ. Các em bị mờ không? Chứ thầy nó vẫn nét căng à? Nào, mình có câu số 11 nào. Ở đấy đỗ bảo cho men nét này. Chắc là mấy bạn bị mạng làm sao đấy. Thoát ra vào lại em nhá. Câu số 11 nào. Thuốc thử để nhận biết glu và fruit. Đây, thầy dạy anh ta một chiêu nhá. Glu của chúng ta, glu của chúng ta thì là có nhóm chó, fruc là có nhóm ceton. Lưu ý cho thầy, glu có nhóm chó, fruc là có nhóm ceton. Thế vì vậy nên là chỉ có thể sử dụng dung dịch brom, chỉ có thể sử dụng dung dịch brom mới nhận biết được glu và fruc. Chúng ta lưu ý cho thầy, nốt cho thầy một cái nhé, là để phân biệt glu và fruc, nốt cho thầy cả, phân biệt glu và fruc thì ta sử dụng dung dịch brom, nhớ chưa? Thế thì mình có này, glu thì làm mất màu, dung dịch brom, fruc thì không mất màu, nhớ chưa? File bài tập ở ngay trên fanpage em ạ, em chỉ cần chấm là được. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? B. Thầy hỏi tí, từng đây bạn đang xem video livestream có bao nhiêu bạn mà chấm mà không nhận được link từ page nào thì giơ tay thầy biết với. Có bao nhiêu bạn xem video livestream mà chấm rồi mà không nhận được link PDF từ page? Thầy thấy có nhiều bạn inbox cho thầy là em không nhận được, mà thầy chấm vào page thì vẫn nhận được. Thì không hiểu là có nhiều bạn bị không nhận được không, để thầy còn lần tới thay đổi cách làm. Chấm cái này thầy biết nào. Chào Quang Hiếu. Nào tiếp tục câu số 12 nào. Câu số 12 nào. Trần Minh à? Phan Thanh à? Đặng Ngọc à? Kem chấm chưa? Đây đây, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy vẫn nhận được bình thường này. Sao Khánh Nguyễn lại cũng phen cứng mà lại không nhận được nhỉ? Ôi, cũng nhiều đứa không nhận được hết. Không nhận được á? Thầy vẫn nhận được em ạ. Thế mà lạ. Rồi. Thầy chữa câu 12 đã nhé, xong thầy giải quyết cái vấn đề đó tiếp. Có khi không, khổ thân. Câu 12 này. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả bốn dung dịch trên?
mình có glu này, gly này, formaldehyde. Thế glu là C6H12O6 đây này, đấy. Mấy đứa đang dạy là phải chỉnh năm sinh đấy. Gly là C3H5OH3 lần đây này. Bạn Thanh Trương bảo là đổi năm sinh đi. Nay mưa bạn yếu á, của thầy vẫn nét căng. Từ khi đổi năm sinh là được. Đây này. Đấy, tỷ ti bảo đổi năm sinh là được rồi đấy. Gly này. Formaldehyde là HCSO. Chào An Nhiên. Link bài tập trên tường. Ethanol C2H5OH nha. Thế giờ đây bài hỏi này, dùng thuốc thử để nhận biết được cả bốn dung dịch trên. Đấy, bạn Tiến Duy bạn bảo là các bạn chỉnh thông tin cá nhân lên hơn 20 tuổi, sau đó chấm là lại nhận được. Đấy, nhớ chưa? Những bạn nào không nhận được thì chỉnh lại nhá. Là nhận được ngay. À, chắc là Facebook là cấm không cho gửi tin cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chắc là không cho gửi link cho trẻ em dưới 18 tuổi, chắc bị dính mấy phát kiểu vụ Trâm Anh ấy. Xong kiểu vụ mấy em gì hot girl ấy, nên là bây giờ là không dám cho kiểu gửi tin xong kiểu chấm xong rồi gửi link nữa. Không, với các em lại nổi tiếng quá. Thôi các em thông cảm tí. Những bạn nào mà chưa nhận được link tài liệu thì các em chỉnh lại thông tin cá nhân nhá, là nhận được link tài liệu thôi. Vì thầy chấm thì vẫn nhận được. Thầy trên 25 cộng rồi. Được chưa? Thôi mình học tiếp nhá. Nào, mình chú ý ở đây này. Ở đây nếu sử dụng CuWatt 2 lần thì nó tách vào này thành hai phát. Anh này thì thành dung dịch xanh lam. Anh này cũng dung dịch xanh lam. Anh này không hiện tượng, anh này không hiện tượng nhá. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Thế sau đó này thì đun nóng nhẹ. Thế này không hiện tượng, anh này không hiện tượng. Sorry, anh này có kết tủa màu đỏ gạch. CuO2 kết tủa đỏ gạch. Đỏ gạch. Anh này có nhóm chó cũng có kết tủa đỏ gạch. Kết tủa đỏ gạch càng nổi thì ạ. Và anh này không hiện tượng. Được chưa? Vậy là nhận biết được glu là xanh lam đỏ gạch này. Nhận biết được gly là chỉ có xanh lam này. Nhận biết HCSO là không có gì đỏ gạch này. CH5OH là chả là không có gì luôn này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok, hiểu bài chưa các em? Thầy nói khá là chậm đấy. Thầy nói khá là chậm để cho tất cả các bạn và các em cũng có thể theo dõi được. Nhớ hiểu bài thì chấm cái xong rồi share lại về cho các bạn nhá. Để các bạn cùng biết đến thầy. Để cho các bạn cùng theo dõi các buổi livestream của thầy. Thầy nhắc lại cho các em là các buổi livestream của thầy là diễn ra hàng tuần vào tối thứ hai và tối thứ tư vào lúc 20 giờ trên nick cá nhân. Trên nick cá nhân nhá. Nick cá nhân của thầy hiện tại đang bị khóa tạm thời. Để cho chắc là ngày mai là mở được. Ok. Bạn nào chưa share lại nhanh nhá, chấm cái dòng share lại. Mình có này, câu 13. Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết các chất trong dung dịch sau? Glu. Glucose. Glucose C6H12O6. Thầy chưa hiểu Đỗ Ali hỏi cái gì. C3H8O3. Formaldehyde HCSO. Propan-1-ol C3H8O. Ok chưa? Thế thì lại bài cũ thôi, sử dụng COH 2 lần. OH 2 lần. Thì anh này trở thành dung dịch xanh lam. Anh này trở thành dung dịch xanh lam. Người nổi tiếng hay thì vậy. Thầy đừng buồn. Ok, thank you Nguyễn Thu Thủy. Chưa nổi tiếng đâu, này vẫn bình thường. Một live stream được có 140 mấy lượt chia sẻ, không bằng mấy hot girl bán quần áo xong rồi mặc bikini nhảy múa các kiểu. Thầy đang tính khả năng cao kéo thầy mặc bikini xong nhảy múa live stream thì mới nhiều nữa xem được. Chứ bọn này cứ live stream dạy bài tập này chúng nó không thèm xem nhiều. Đâu thầy unfriend á. Thầy không biết. Thầy không tội lỗi gì nhá. Thầy dùng ad chạy unfriend đấy. Chắc do em ít tương tác với thầy Ngọc Hoàng ạ. Dạo này những bạn nào mà ít like, ít share bài của thầy là ad của thầy tự động chạy nó hủy kết bạn. Thầy không biết, cái này không phải lỗi của thầy. Không hiện tượng, không hiện tượng đúng không? Đun nóng này. Thế này kết tủa đỏ gạch. Không hiện tượng, kết tủa đỏ gạch. Được chưa? Hết. Được chưa? Vậy chắc chắn thì lại sử dụng gì? CuO2 lần, đúng không? Nhưng mà đây là CuO2 lần trong NaOH nhiệt độ, thế lại không được, đúng không? Bây giờ chỉ CuO2 lần thôi nhưng lại có nhiệt độ rồi. Thế không làm gì được, đúng không? Thế vì vậy nên tạo sở can đan cho thầy không muốn là ông Hoàng can đan. Thầy chỉ muốn là thầy một người thầy dạy học sinh chú ý theo dõi thôi. Nào, mình có nào. Đừng mặc bikini cứ dạy chất, đúng rồi. Thầy vẫn dạy chất và chém gió vậy thôi. Vậy chắc chắn ở đây mình sẽ có một cách khác. Đó là mình sử dụng natri nhá. Mình sử dụng natri. Tại sao lại sử dụng natri?
Tại vì đây là anh này C6H12O6. Ui, gần lên 100 rồi. Xe nhiều lên nữa các em ơi, để lên được 100 xem nào. C3H5OH 3 lần. Ở Formanit năm ngoái có mấy đứa nó hỏi là thầy ơi, đến lúc cuối còn một tháng nó bảo là sao thầy dạy chất thế này mà ít lượt view gì. Thầy cũng chẳng hiểu tại sao, chắc tại mấy đứa học sinh của thầy nó lười xe nên là ít lượt view. Cũng chẳng hiểu nhỉ, đúng không? Thế các em nhớ là những bạn nào đang theo dõi video livestream thầy nhớ xe lại về tường nhé. Thế ở đây mình sử dụng natri. Anh này có 5 nhóm OH thì lượng hydro sinh ra nhiều nhất. Anh này có 3 nhóm OH thì lượng hydro sinh ra bình thường. Anh này không sinh ra rô, anh này sinh ra hydro ít nhất. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ natri. Ok, hôm nay chém gió hơi nhiều. Thôi chúng ta lại quay trở lại về tập trung vào bài tập của chúng ta nhá. Chúng ta có tiếp theo câu số 14. Glucose không có tính chất nào tới đâu. Thế thầy phân tích cấu trúc cho các em cùng hiểu này. Anh glucose chúng ta nhá, cấu trúc này. Cấu trúc này. Nhớ xe lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào trong video livestream để cho các bạn biết được rằng là trên thế giới này vẫn còn một ông thầy dạy cực kỳ chất. Ok. Vậy mình nhìn này. 5 nhóm OH. Vậy là nhóm tính này tính của bọn polyol. Được chưa? Có nhóm chó, vậy là tính của bọn anhydride. Nhá. Vậy là không có được tính chất của nào. Thì tính chất polyol là có đây. Thầy chuẩn bị tổ chức thi online nhá, chuẩn bị vào năm học được có tính chất polyol này. Tác dụng với CH3 OH trong HCl có này. Tham gia phản ứng thủy phân, glucose có tham gia phản ứng thủy phân không? Không, glucose không thủy phân được. Được chưa? Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok. Câu số 15. Nào. Câu số 15 là các em. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các dung dịch này, bọn này nó chưa nhận biết mà chết gần hết luôn. Glucose. Nhớ comment đáp án nhá. 15 đáp án gì? À, 14 đáp án C đúng rồi. À, thuốc thử duy nhất để nhận biết glucose C6H12O6. Được chưa? Có cả nhận biết bằng số lượng hydro có chứ, phải học thầy nó nhận biết được hết. Thế mới gọi là kinh điển đấy ạ. Comment đáp án nhiều lên nhá, thầy thấy là comment hơi bị ít đấy. Ethylic là C2H5OH, anhydride formic là HCHO, glycerol là C3H5OH 3 lần. Vậy chưa thi gì đã đòi thưởng rồi. Đã học free xong rồi lại còn được thi free, sau này còn đòi thưởng thủy tham em ơi. Chịu em đấy. Thầy dạy đến nỗi mà đau hết cả họng rồi này. ở đây mình lại sử dụng COH 2 lần đúng không? Ở điều kiện thường thì anh này là dung dịch màu xanh. Mai đặt tên là thủy tham. Dung dịch xanh lam. Đúng chưa? Thế bọn này không hiện tượng, không hiện tượng nhá. Thế rồi đun nóng nhẹ lên. Thì anh này kết tủa đỏ gạch đúng không? COH kết tủa đỏ gạch. Anh này kết tủa đỏ gạch đúng không? COH kết tủa đỏ gạch. Không hiện tượng, không hiện tượng. Vậy mình lại nhận biết được đúng không? Vậy là mình dùng COH 2 lần. Thế từ nãy giờ mình dùng rất rất nhiều thằng COH 2 lần. Chọn chưa? Đấy, bây giờ fructose không phản ứng với thằng nào sau đây. Thì thủy bị thầy chém quá. Thầy nhớ năm ngoái thủy còn nick được con điên quốc dân, rồi thầy thích cái nick đó, không biết là cái nguồn gốc cái nick đi từ đâu thủy ơi. Thầy vẫn là tò mò cái nick con điên quốc dân, không nọ thầy nhìn thấy có cả cái gì thằng điên quốc dân. Nào, câu 16, fructose không phản ứng với chất nào sau đây? Thì hôm nay ta vừa chứng minh rồi. Mình dùng brom tỷ tỷ tỷ, thầy cũng tò mò cái nick tỷ 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 này cực. Fructose thì mình biết rằng là fructose thì nó là có nhóm chất ceton, vậy mình dùng brom để phân biệt giữa thằng glu và brom. Thế vì vậy nên là chắc chắn là fructose không phản ứng với nước. Brom, đáp án đúng đáp án C. Phạm Thanh Trúc nhá, chính xác. Rồi Trần Tuấn Minh chính xác. Hiền Nga chính xác. Ok, rất tốt. Mình có sang câu 17 này. Sang câu số 17 này. Để chứng minh glucose có nhóm chất anhydride có thể dùng một trong ba phản ứng không? Để chứng minh glucose có nhóm chất anhydride mình có thể dùng một trong ba phản ứng không? Nào xem một trong ba phản ứng học nào. Ok, xe nhanh về tường nhá. Thằng tát tất cả các bạn vào trong video livestream đó. Đấy là hình thức giúp thầy có thể livestream, tạo động lực cho thầy có thể livestream cho các em đến tận cuối năm. Và thầy sẽ cố gắng giữ hai buổi trên tuần như này. Và nếu mà còn ngoan nữa và lượt xe nhiều hơn nữa thì thầy sẽ cố gắng đi thành 3 buổi. Ok, thầy sẽ luôn luôn cực kỳ chiều tất cả các bạn và các em. Minh Violin mà. Nào mình có câu số 17. Để chứng minh được glucose có nhóm chất anhydride có thể dùng một trong ba phản ứng học. Thế bây giờ nhá, nó có nhóm chó. Chứng minh có nhóm chó thì có thể là cho tác dụng AgNO3 trong NH3 này. Trong NH3 này. Có thể cho tác dụng với lại COOH 2 lần này. Nhiệt độ này. Có thể cho tác dụng với hydro này, đều chứng minh có nhóm chó. Thế thì lên men thì không chứng minh có nhóm chó. Đúng không? Lên men nó chẳng chứng minh có nhóm chó gì cả. Cái chó nó phải ăn một trong ba này
đây lên men không ảnh hưởng gì cả. 17 đáp án C các em ơi. C các em ơi, đây là gì? À, phản ứng nào? Phản ứng không. Các thanh niên mắt lé hết. Phản ứng nào không? Trời ơi, chết hết rồi. Thấy không? Mẹ tèo. Mắt lé phải là chết hết. Năm rồi thi các anh chị 2K1 đấy cũng vậy. Có rất nhiều đứa thầy đã nhắc rồi nhưng đi thi vẫn mắt lé bình thường. Vẫn mắt lé bình thường. Thế nên là không có đứa nào mang 10 cho thầy. Chứ chúng đó mà mắt mà không lé thì lớp thầy 10 ầm ầm rồi. Em phải hiểu rằng là lớp thầy luyện thi 9 rất nhiều. 7, 8, 9 cực kỳ nhiều nha. Vào 9, 8 rồi. Em xe què quạt tay rồi. Thầy đừng bảo em tham. Ok, tốt. Xe nhiều nữa lên Thủy Nhã. Thủy Nhã xe ở trong cái lớp cho các bạn của em ấy. À, xong xe về tường nữa. Nào mình sang câu số 18 nào. Câu số 18 nào. Ok. Thanh niên nào xe nhiều để giữ làm bạn. Thủy chắc lên fan cứng rồi. Đề bài ở góc màn hình nhá. Thật á. Đây thầy để ở giữa mà em. Là mình có tiếp tục nào. 99 rồi. Vẫn chưa lên được 100. Lẹ qua 100. Ok tốt. Giữ nguyên số này nhá. Câu 18. Đề hôm nay hay cực. Nhiều bạn bị lừa lắm. 18. Đề hôm nay mà giáo viên mà xem livestream này cũng bị lừa cơ. Đề thấy rất hay lừa. Sách đề của thầy thì lừa nhiều. Câu 18. Carbohydrate, glucid, saccharid là vừa nãy chúng ta chứng minh rồi. Nó là hợp chất. Thầy dạy off à. Đến kết thúc Tết dương lịch là xong chương trình lớp 12 nhá. Thầy có hai lớp off siêu khủng vừa chuẩn bị đến tháng 10 là hết chương trình lớp 12 rồi. Hợp chất hữu cơ đa chức là sai. Nó phải là tạp chức. Hợp chất hữu cơ tạp chức nha. Hợp chất chứa nhiều nó như suy nhóm carbonin sai tiếp. Chỉ cho có nguồn gốc thực vật sai. Tạp chức đa số công thức chung CN2O tất cả mọi lần. Cái này đáp án đúng. Đáp án đúng đáp án B. Đấy. Thầy dạy off cũng như lớp live VIP của thầy. Lớp live VIP của thầy cũng tương tự như lớp off là kết thúc chương trình lớp 12 là Tết dương lịch là kết thúc nha. Có nghĩa là học hết năm 2019 là kết thúc chương trình lớp 12. Câu 19 này, nhiều bạn nào thi y là muốn phải học này. Thầy có lớp offline ở Đại học Y Hà Nội nhá. Thầy có lớp offline ở Đại học Y Hà Nội. Bạn nào gần Đại học Y Hà Nội có thể đến lớp offline có thể học trực tiếp. Câu số 19, để xác định trong nước tiểu của người bệnh nhân đái tháo đường. Trong nước tiểu của bệnh nhân đái tháo đường thì người ta dùng gì? Thế đái tháo đường là nó có đường. Đường là có glucose C6H12 O6 thì dùng cái gì em nhỉ? Comment đáp án được. Sử dụng cái gì ở nhà? À, sử dụng gì? Đồng hai hydroxit. Vì là khi mà tiểu vào thì ta sẽ nhìn thấy là dung dịch chuyển thành màu xanh lam. Nhưng mà nói thật với các em, bây giờ các em cứ ra cái chỗ mà gần gần con kiến ấy, tè phát bãi, thấy kiến bầu và chứng tỏ bị tiểu đường. Nhưng mà yên tâm đi, thầy chém gió thôi, bởi vì là chúng ta còn trẻ chứ bị tiểu đường đâu. Đúng không? Nào câu số 20. Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của glucose? Không phải nhá, đọc kỹ nhá, không bắt lẽ. Không phải nhá, cẩn thận không lẽ đấy. Ứng dụng nào không phải, thầy nhắc lại là cụm từ ở đây là cụm từ không phải. Không phải là ứng dụng của glucose. Khó đấy. Hơi bị khó đấy, hơi bị chất đấy. Đúng không các em nhìn nhá, 30 phút mà thầy like đến câu số 20. Like không chém gió nó phải chất như vậy. Đúng không? Thì chúng ta học tập tập trung được. Và như vậy chúng ta tiết kiệm thời gian, mỗi tối mình học 1 tiếng toán, 1 tiếng lý, 1 tiếng hóa thôi. Chứ đừng học quá nhiều, học quá nhiều 3 môn phải công bằng với nhau chứ. Về điểm nó như vậy mà. Là mình có này câu số 20, ứng dụng là sau đây không ứng dụng của glucose. Dinh dưỡng và thuốc tăng lực là đúng chứ. Red Bull nó có thành phần glucose. Tráng dương Chantrofix có, vì nó có chó, chó tráng dương Chantrofix. Sản xuất glycolic thì lúc nãy là phản ứng lên men ăn enzyme mình biết rồi. Đây là gì? Nguyên liệu sản xuất PVC không? PVC là polyvinyl chloride. Nguyên liệu sản xuất PVC là này cơ. Là vinyl chloride cơ, không phải glucose. Vậy là không phải ứng dụng là rẻ. Dạ. Có sai 21 à? 21 đáp án gì cả nhà? 21 đáp án gì bây giờ? 21 đáp án gì nhỉ? 21 đáp án gì các em? 21 à? À các chất glucose này, formaldehyde này, anhydride acid, acetaldehyde này, methylformate này, trong phân tử đều có nhóm chó, nhưng trong thực tế tráng gương thì người ta dùng cái gì các em? Bình dương dê. Tốt đấy nhỉ? Ai? Rất nhiều bạn tráng gương dùng HCSO. Trời ơi, HCSO là formol, là chất độc em ơi. Thế bây giờ em đi tráng gương hay tráng ruột phích mà em cho thuốc độc và chẳng may còn dư một tí xem em uống vào thì người em chết luôn à, hỏng đời luôn. Ở đây đáp án đúng của chúng ta là phải đáp án à, người ta dùng glucose để đi tráng gương và tráng ruột phích em nhá. Nhớ cho thầy là dùng glucose chứ không em dùng phormol đi bảo quản ruột với lại bảo quản xác sống thì em uống phát thành xác sống luôn, đi luôn, gặp ông bà ông vải luôn, đứt cước hết, thấy không? Học thầy nó chất vậy. Nào câu số 22 nào cả nhà.
22 đáp án gì nhỉ? 22 đáp án gì? À, trong công nghiệp để chế tạo đột phích người ta sử dụng phản ứng hoàn toàn sau đấy, vừa nói xong rồi. Acetylen là vứt rồi, đây là vàng, đột phích màu vàng vứt. Mai rót nước cho bố nhìn thấy mấy nước vàng khè. Bố bánh vào trận cho anhydrid formic tác dụng với anhydrid formic không được. Anhydrid formic là hormone độc lắm nhỉ. Anhydrid formic tác dụng không được. Glucose tác dụng với dịch acid NH3 trong NH3 và đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Ok. Tiếp tục nha. Sang phần tiếp theo. Câu số 23. Câu số 23. Bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch thì đó là đường này. Nhớ là tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch thì chỉ có thể là glucose. Và các em lưu lại cho thầy một chút nhá, là huyết thanh ngọt hay được dùng trong y tế là glucose 0,5%. Thì đau họng thì chẳng buồn cười, người ta đau họng người ta vẫn dạy live stream cho học sinh, vẫn cố gắng live stream. Các em biết thầy đau họng từ bếp này đúng không? Câu 24 dạy, vì dạy live là nó cứ phải đau họng mãi không khỏi được. Ủa anh không chờ phát nào. 24 nào, hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong. À, câu này nhiều đứa chết nhục. Lưu ý cho thầy này, glucose thì chiếm 30% trong mật ong, nhưng fructose thì nó chiếm 40% trong mật ong cơ. Đấy, nên là phải cẩn thận nha. Vậy là chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là gì? Fructose. Ok các em ạ, những cái này thì nó ở trong quyển sách thầy có hết rồi. Đây thầy chỉ lại, bây giờ thầy mới chỉ cho các em xem. Đây là một cái quyển sách mà thầy làm cho team live VIP và chuẩn bị xuất bản cho những cái bạn nào không học live VIP. Ok, nhìn nhá, đây này. Este carbohydrate đều lý thuyết cơ bản, vừa nãy live VIP thầy học được hết. Những bạn nào mà muốn mua thì chuẩn bị thầy xuất bản rồi. Đấy, có đầy đủ lý thuyết. Thế à, ở trong này có cả phần lý thuyết hay thi. Đây. Trong này thầy có ghi nốt cho chúng ta đây này. Trong lý tính này, máu người nồng độ glucose không quá khoảng 0,1% này, mật ong 30% này. Nhìn này không bao giờ chết được. Có nhiều trong quả nho chín này. Đấy, để cần chú ý. Sắp tới thì thầy sẽ chuẩn bị xuất bản quyển sách như này. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, glucose. Có thể đặt chỗ từ trước. Nào câu số 25 nào. 25 nào cả nhà. Điều nào khẳng định nào sau đây là không đúng? À, 25. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? Glu và fructose là hai đồng phân nhau đúng. Glu và fructose đều tham gia phản ứng tráng gương đúng. Bởi vì thế này nhé. Fructose trong môi trường OH trừ ấy thì ngay tức chuyển thành glu. Được chưa? Vậy mà trong AgNO3 trong NH3 không có PDF đâu em ạ, không có PDF đâu Phạm Thành Phúc ạ. Được chưa? Thì ở đây là NH3 trong môi trường kiềm nhá. Trong môi trường kiềm thì chứng tỏ là nó vẫn tráng được gương. Được chưa? Vậy là cái này đúng, đây đề bào không đúng cơ. Glu và fructose đều mất màu, đều rôm sai nhá. Glu mất màu chứ fructose thì không. Vậy là sai là C. Ok chưa? Nào câu 26. Câu 26. Cái này là sách này thì cho cả offline lẫn online, cả live viết thầy học nên là không có PDF luôn. Bộ sách chất nhất trên thị trường online. Nào câu 26. Glucose là hợp chất thuộc loại gì? Glucose là hợp chất hữu cơ thuộc loại gì? Ngoài ta làm rồi. Tất cả mọi carbohydrate đều là hợp chất hữu cơ loại. Tạp trước nha. Xong. Giờ sang chia dạng. Ở cái phần chia dạng này thầy muốn nói cho các em biết một điều là tất các anh chị khi mà học xong phần sacrose hay là bọn carbohydrate của thầy thì đều tăng lên level top 1, top 2, top 3 cả lớp. Thế chính vì vậy nên phần chia dạng này thầy yêu cầu các em phải học cực kỳ tập trung, lôi máy tính ra để bên cạnh, bấm máy tính theo những gì thầy bảo thì như vậy level của em sẽ tăng đến mức em không thể ngờ được. Và nhớ cho thầy một điều nữa là hãy bấm máy tính bằng tay trái nha. Bây giờ ở đây thầy có một vài cái chú ý cho các em. Thứ nhất, đầu tiên mình thuộc phân tử khối. Phân tử khối là phải nhớ đã. C6H12O6 là glucose. Thì phân tử khối của nó bằng 180. Và 1 glu thì cho ra 2 bạc. Đây này, 1 glu cho ra 2 bạc. Phân tử khối 180. Được chưa? M của bạc bằng
108. Ok. Được chưa? Mình có ví dụ số 1 luôn. Có ví dụ số 1 luôn. Nào, ví dụ số 1. Đun nóng. Đun nóng dung dịch cho 9 gram glu. Glu. Ok, chết rồi. À, các em comment đáp án nhé. Thầy đi tìm cái máy tính xịn sò này ạ. Để trong phẳng. Chưa lấy ạ. Ui, dồi, cái chân quá. Ngồi lại chưa nhiều, chúng có cái chân. Thế mà chúng nó không biết có mẹ xe lại cho thầy không. Ẩn phát là toi. Đây là bộ live stream của thầy. Và bộ live stream này giải lớp off đây các bạn. Nào mình có nào. Thầy đang chỉnh sách mà. Glu số mol. Nhìn nhá. 9 chia 180 bằng bao nhiêu đây? 0.05. 0.05 mol. Một thằng này ra hàng bạc. 0.05 nhân 2 bằng 0.1. 0.1 mà nhân với 108 này bằng bao nhiêu nhỉ? 0.1 mà nhân với lại 108 này bằng bao nhiêu các em nhỉ? 0.1 mà nhân với 108 thì bằng 10.8. Đáp án đúng đáp án. À. Ok chưa? Đấy, em nhìn sách của thầy phải có chia dạng chi tiết này, phải có cả đáp án này. Giải cực kỳ chuẩn. Thực ra thầy chưa xuất bản là bởi vì là thầy còn đang viết nốt một bài cái khủng khủng nữa. Nên là thầy mới mang lên livestream này với các em thôi. Ờ, câu 29 chắc là sai đề đấy. Thầy trong đề thầy có một vài cái câu sai thầy chưa kịp sửa. Ví dụ 2. Ví dụ 2 cũng tương tự nhỉ. Nhưng đây nó có hiệu suất. Ờ, glue thì ra 2 bạc đúng không? Nhưng ở đây hiệu suất là bằng 75% thì nó là 0.75. Mình tìm được số mol bạc 16.2 chia 108. 16.2 chia 108 bằng 0.15. Vậy suy ngược lại mình có 0.15 nhân 1 chia 2. 0.15 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Với hiệu suất để các em chú ý cho thầy là thuận nhân nghịch chia. Bây giờ mình chia cho 0.15. Nhớ nhá. 0.15 chia 2 chia 0.15. 0.15 chia 2 chia 0.75 bằng 0.1. Số mol glucose bằng 0.1. Vậy ngay lập tức mình có là 0.1 nhân với... Ui, tê chân quá. Các em thấy bị tê chân. 0.1, vậy 0.1 mà nhân 180 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0.1 mà nhân 180 thì bằng 18 đúng không? Đáp án đúng đáp án B. Mà nào có thuốc gì bị chống tê chân cho thầy vậy? Tê chân quá. Ai truy nó bị tê chân là thế nào nhỉ? Nào mình có sang câu 28 nào các em. Cũng comment đáp án câu 28 là đáp án gì? 28. À, đun nóng dung dịch chứa mg glucose. Giờ mới ăn xong, chúng nó học gần xong rồi em ạ. 28 nào. Đun nóng dung dịch chứa mg. Hôm nay thầy chữa full lên câu 42 em nhá. Đun nóng dung... Ui, giờ nhiều đứa mới sẽ ăn xong à. À, câu 28. Chưa xe về tường thì xe về tường nhá. Xong chốc nó xem lại từ đầu. Câu số 28 này. À, đun nóng dung dịch chứa mg glucose với AgNO3 thì thu được 32.4 gam bạc. Giá trị của m là. Thế mình có này, glu này. Thì thu được bạc này. Mình tìm được số mol bạc bằng 0.3 này. 2 bạc này. Suy ngược lại 0.3 nhân 1 chia 2 bằng 0.15. Đấy, đây mình tìm được số mol của glu bằng 0.15 nhân 180 bằng 27 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. 29. 29. Em bị tê chân nhảy cẫng như bị kiến hốt. Ừ, thấy đang bị tê chân chả nhẽ bây giờ đang live stream nhảy. Hay lại bật bài nhảy. Vật nhà bài quẩy học sinh. Buồn cười quá. Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn 18 gam glu. Glu thì thu được 2 bạc nhỉ. Hiệu suất bằng 85%. 0.85 đúng không? Thế ở đây mình có này. Số mol glu của chúng ta thì bằng 0.1 đúng không? 18 chứ 180 mà. Ngay tức mình suy ra là 0.1 nhân 2. 0.1 nhân 2. Chú ý cho thầy này. Hiệu suất này. Đọc kỹ cho thầy nhé. Cứ hiệu suất là thuận nhân nghịch chia. Nhân với 0.85. Vậy ta tìm được số mol rồi. Non này thì bấm máy tính tay trái này. Này bấm máy tính tay trái mới kinh. Nhìn nhá. Nhìn này. 0.1 nhân 2 nhân 0.85 bằng nhân 108 bằng 18.36. Nhìn chưa? Hoàn toàn bấm máy tính tay trái là làm được. Nhá. Và thầy Minh Myelin là người hướng dẫn các em bấm máy tính bằng tay trái. 18. Có nhìn không ạ? 18.36. Được chưa? Xoay đầu. Ok. Xong nhá. Sang câu 30 nào. Sang câu 30 này. Cho 200ml dung dịch. Câu 20, câu 30. Đấy, hôm nay mình live stream mình chữa đến câu số 42 nhá. Và sang tuần sau thì mình bắt đầu mình live stream phần carbohydrate cho đề thi đại học nhá. Câu số 30 này. Cho 200ml dung dịch glucose
phản ứng hoàn toàn với GNO3 trong NH3 GLU nhá, thì ra được 2 bạc này. Thấy có 10,8 gam bạc tách ra, vậy số mol bạc bằng là 0,1. Tính nồng độ mol trên lít của glucose đã dùng, vậy suy ngược lại 0,1 x 1 chia 2 thì bằng 0,05. Đúng chưa? Đấy, các thanh niên nào mà chưa comment đáp án, comment đáp án cho thầy xem. 0,05, vậy thì mình có CM. CM thì bằng N trên V. Được chưa? Vậy ở đây mình có là 0,05 bằng chia cho 0,2 thì bằng 0,25. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. 0,25M các em nhé. 0,25M. Đáp án đúng của mình là đáp án A. Ok. Mình sang câu tiếp nào. Mình sang câu tiếp nhá. Các em hiểu không nhỉ? Các thanh niên nào hiểu bài hôm nay thì chữa thì chấm cái để thầy biết. Hôm nay là thầy chưa dạng thôi nên là nhiều câu dễ thôi, chỉ có mỗi một câu cuối cùng là câu bót thôi. Câu cuối cùng thì thề với các em là không một đứa nào làm đáp án đúng. Thề luôn. Và các em hãy nhớ rằng là cái câu cuối cùng đó là một trong số những câu mà thầy đã chữa trong đề thi tham khảo năm 2017. Và rất nhiều bạn, rất nhiều thầy cô bảo là thầy chữa sai. Nhưng mà cuối cùng lúc thi thì công nhận thầy chữa đúng. Thế mới nhỏ. 54g glucose C6H12O6, mình tìm được số mol bằng 54 trên 180 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0,3. Tối đa thu được là m gam. 2 bạc. 0,3 nhân 2. Chú ý hiệu suất 75%, xì tốt tí nhỉ. 75% mà anh này là 0,75 đúng không? 0,3 nhân 2. 0,3 nhân 2 thuận nhân. Nhân 0,75. Mình có này, 0,3 nhân 2 nhân 0,75 bằng 0,45. 0,45 nhân với 108 bằng 48,6 gam. 48,6 gam đáp án đúng là đáp án B. Hôm nay chắc bot lên mạng ấn tìm kết quả, lên mạng ấn tìm kết quả cũng không có luôn. Đề của thầy phải dã man lắm, cho chấp lên mạng ấn tìm kết quả đấy. Thế thầy mới cầm được các bạn học giỏi thi 9,9,5. Hello, Tuấn Victor mất gốc khóa rồi. Em hôm nay buổi đầu tiên học chưa carbohydrate. Em kêu mất gốc khóa thì thầy cũng chịu. Bởi vì là hôm nay buổi đầu tiên thì học tất cả mọi thứ đều buổi đầu tiên mà em. Ok, nào. Mình có câu A2 nào. Nào câu A2 nào. Đun nóng glucose. Glucose. Thu AgNO3 dư. Thu được 2 bạc. Thế là mình tìm được số mol bạc nhỉ? 6,48 chia 108 bằng 0,06 đúng không? Suy ngược lại là 0,06 x 1 chia 2 bằng 0,0. À. 0,03 phải hoàn toàn mình tìm được C% nhỉ? C% thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Thầy giảng cho cả những đứa không học mất gốc cũng hiểu mà em. Chất tan này 0,03 nhân 180 chia cho M dung dịch là 37,5. Được chưa? Nhân 100, bấm nhá. 0,03 nhân 180 bằng này, chia cho 37,5 này, bằng này, nhân 100 này, bằng này, 14,4 đúng không? 14,4 em nhìn chưa? 14,4, vậy đáp án đúng là đáp án B. Em mới học bài đầu về ST. Ui, các bạn trong live VIP của thầy học hết 10 bài ST rồi em ạ. Thầy dạy nhanh đâu, dạy chậm ấy. Lớp offline của thầy học gần xong chương gần xong chương 2 rồi. Các lớp offline của thầy có lớp offline học xong chương 2 sang chương 3. Học giờ vẫn ok đúng không, chính xác. Nào mình có tiếp tục này. Dạng số 2, phản ứng lên men của glucose. Nào. Thế bây giờ thì có này, thì có cái phản ứng lên men của glucose thì nó hay thi vào một cái lên men thôi. Các em lưu ý nhá. Là thằng C6H12O6 này lên men này tạo thành hai thằng C2H5OH cộng hai thằng CO2. Được chưa? Thế thì các em lưu ý cho thầy một chút này. Lưu ý cho thầy một chút này. Thằng CO2 ấy, mà sụp vào trong thằng CaOH 2 lần. Mà nếu mà có từ dư. Nếu có từ dư. Ok, được chưa? Nếu mà có từ dư thì mình tạo thành CaCO3. Và cứ có từ dư thì mình suy ra được số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Nhớ thầy nhá. Cứ có từ dư thì số mol CO2 bằng số mol kết tủa. Nhớ chưa? Ok chưa? Chỉ cần nhớ vậy thôi là mình làm được nhá, rất là dễ thôi. Mình có cái ví dụ số 3 này. Ví dụ số 3. 360 gam glucose. 360 gam glucose. Đợt này sao lại tụt thế này? Mình còn có 42 cơ mà. Ồ các em ơi, 42 cơ mà. Mình mới đến ví dụ số 3 thôi, mình còn ví dụ 4, ví dụ 5. Đấy, thanh niên nào mà chưa xe là về tường, xe thật nhanh về tường đi. Xong xe trong các group cho thầy nhá.
thầy dạy cực kỳ chất cho các em và chạy không chém gió một chút nào, và học cực kỳ tiết kiệm thời gian nhá. Nào comment cho thầy là ví dụ số 3 đáp án gì. 360g glucose lên men, mình tìm được glu này. 360g tức là 2 mol đúng không, lên men dẫn nước vô trong dư. Nếu mà dẫn nước vô trong dư thì mình chỉ để ý đến CO2 thôi, ra thằng CO2 hiệu suất không? Hiệu suất 80% này là 0.8, 80/100 là 80/100, 80/100 là bằng 0.8, 2 × 2 / 1 bằng 4 đúng không? Thuận nhân, đây dấu thuận là thuận nhân với 0.8 thì bằng 3.2 đúng không? Chú ý này, để bài nói này, dẫn vào nước vô trong dư này, thế thì mình có là do có từ dư nên suy ra số mol CO2 bằng số mol kết tủa bằng 3.2, đúng chưa? Vậy là 3.2 mà nhân với là 100 thì bằng 320. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B bò. Bởi vì phân tử khối của thằng CaCO3 mà hấp thụ nước vô trong dư, CO2 mà vào thằng CaOH 2 lần mà dư thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3, đúng chưa? Kết tủa chúng ta bằng 320g. Ok. Sang ví dụ số 4 nha. Sang ví dụ số 4 nha. Ví dụ số 4 đáp án gì này? Ví dụ số 4 đáp án gì này? Ví dụ số 4 đáp án gì nào? Ví dụ số 4 đáp án gì nào các thanh niên? Thanh niên nào chưa xe thì nhanh vào. Lên men glucose câu 40. Hấp thụ và dung dịch nước vô trong dư em ạ. Ví dụ số 4 à. Lên men glucose tạo thành ancolytic, bẫy lừa đấy. C6H12O6 này. Toàn bộ khí CO2 sinh ra này. Hai thằng CO2 này. Hấp thụ hết dung dịch CO2 hai lần. Dư, lại có từ dư này, CaOH 2 lần. Nhìn từ dư chưa? Dư nha. Bởi vì có từ dư, bởi vì có từ dư CaOH 2 lần dư nên mình suy ra số mol CO2 bằng số mol kết tủa. 50g kết tủa 50/100 thì bằng 0.5. Vậy mình có anh này là 0.5 này. Hiệu suất của quá trình lên men thì đạt 80%, anh này là 0.8 đúng không? Mình suy ngược lại. 0.5 x 1 chia 2 bằng 0.25. Thuận nhân thì chia 0.8. 0.25 chia 0.8 nhá, nhìn này, tôi bấm máy tính đây chạy. 0.25 chia 0.8 bằng nhân với 180 bằng 56.25. 56.25 mới đáp án đúng, mình là đáp án B. Bỏ. Các em này xong các ví dụ rồi, các em thấy có hiểu không? Bạn nào thấy hiểu thì chấm cái để thầy biết là thầy giảng các em hiểu nhá. Chấm một cái xong xe lại về tường. Rồi giúp thầy xe lại về tường để cho các bạn biết đến thầy nhiều hơn nhá. Nào, để mà cho đến cái lúc và cuối không bị như các anh chị 2K1 là phải bảo với thầy câu là thầy ơi, em biết đến thầy muộn quá, em thật khá là tiếc, đừng có làm như vậy, được chưa? Bây giờ thì chúng ta có thể giúp nhau ngay từ bây giờ. Đấy. Nào mình có này, sang câu tiếp theo là câu số 34 này. Câu số 34. Khi lên men 360, hiểu ok thank you Trần Khánh Huyền. Câu 34. Tuấn Victor, khó hiểu quá, thế em phải xem lại về tường xong xem lại từ đầu nhá Tuấn Victor. Câu 34 nào. Khi lên men 360g glucose, hiệu suất 100% thì khối lượng ancolytic thu được là, thế glucose chúng ta là C6H12O6 đúng không? Thế đây về hỏi chúng ta là ancolytic 2 lần C2H5OH được chưa? Anh này 360g. Giờ học được 12 kịp em ạ, hoàn toàn kịp, bây giờ mới đầu năm mà, hoàn toàn kịp luôn. Mình sẽ có là khối lượng của glucose bằng 360 trên 180 thì bằng 2 mol, hiệu suất 100%. M quá, thủy bỏ M các em có thấy bị M không? 2 x 2 bằng 4 đúng không? Vậy để tìm được khối lượng luôn nhỉ? 4 nhân với lại 42 đúng không? Thằng này nhầm 46, 4 nhân 46 phân tử khối của xe 5 mà. Bằng bao nhiêu? 184. Vậy là đáp án đúng, chúng ta là đáp án A. Ok, đáp án A. M thì chắc các em thử thoát ra xong các em vào lại là được. M thì thoát ra xong vào lại thì nghĩ là lại xem được thôi. M là chắc là do một vấn đề gì đó Facebook bảo là thầy giữ chân các em khá lâu nên là bảo là phải thoát ra vào lại mới được. Câu 72g là sai, 42 rồi em ạ. M. Nào, câu 35 nào. 35 nào. Nào, câu 35. 35 à? Cho m gam glucose lên men. Nào 35. Cho m gam glucose lên men.
thì khí thoát ra dẫn được vào nước vôi trong dư thu được 55,2 gam kết tủa trắng. Glu là C6H12O6. Được chưa? Lên men khí thoát ra thu được 2 thằng CO2 nhá. Thì tách ra này. Hiệu suất lên men là 92% và anh này bằng 0,92. Ok chưa? Thế giờ để tách ra. Thì có CO2 sục vào nước vôi trong dư, sục vào CaOH 2 lần dư thì thu được kết tủa trắng là kết tủa CaCO3. Được chưa? Thế thì bởi vì có tủa dư nên số mol kết tủa chính là số mol CO2 nhá. 55,2 gam kết tủa trắng mà chia cho 100 thì bằng 0,552. Ok chưa? Vậy mình suy ngược lại. Mình tìm được số mol CO2 bằng 0,552. Sau khi mình tìm được số mol CO2 bằng 0,552 á, 0,552 thì mình suy ngược lại được số mol của glucose bằng 0,552 nhân 1 chia 2. Được chưa? 0,552 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, đây chủ nghịch chia cho 0,92. Ok chưa? Hiểu không? Vậy thì được này. 0,552 chia 2 chia 0,92 bằng nhân 180 bằng 54g. 54g các em ạ. 54g vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. Các em có thấy mờ không? Bạn nào thấy nét thì chấm cái để thầy biết nào. Thanh niên nào thấy nét thì chấm cái để thầy biết cái nào. Nhiều đứa đang kêu mờ. Bạn nào thấy nét thì chấm cái để thầy biết. 42 là bot của ngày hôm nay. 42 là bot của ngày hôm nay. Ok. Chiến rồi, sợ sệt dè. Học thầy Minh nó phải khác biệt chứ. Đây này, nét căng này, nội bộ nét căng này. Thế là do mạng của các em rồi, không phải do thầy. Chắc là do đầu mạng của các em á. Nào, khẩn trương. Chiến tiếp đó. Câu 36 thì thấy bây giờ là comment đáp án hơi ít rồi đấy. Lên Nguyễn Hữu Hiền đấy. 36 đáp án gì các em ơi? 36 đáp án gì? 36 đáp án gì? Thầy thử xem. Vẫn nét căng. Chiến tiếp. Của thầy vẫn nét căng em. 36 thì thấy bây giờ là comment đáp án hơi ít rồi đấy. Của thầy vẫn nét căng. Không biết của đầu của em thế nào. Câu 36. 18 gam glucose sắp xong rồi. 18 gam glucose lên men thành ancol ethylic nhỉ. 18 gam glucose. Glu số mol bằng 18 chia cho 180 nhỉ. Thì bằng 0,1. Đúng chưa? Lên men thành ancol ethylic. Hiệu suất 100% ngon rồi. Ancol ethylic là C2H5OH đúng không? Hai thằng đúng không? 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2 đúng không? 0,2 mà nhân với lại 0,2 mà nhân 46. 0,2 nhân... Thôi. Đứa nào đấy? Đứa nào đi chế giễu con trai người ta đấy? 46 bằng 9,2g. 9,2g vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Câu 37 này. Câu 37 này. Cho mg glucose lên men thành ancol ethylic với hiệu suất 75%. Mình có này. Glucose. Ui mẹ, cái câu 42 là mini game làm rể. Chưa đủ tầm để làm mini game luôn. Thành ancol ethylic cái hiệu suất 75% như đây này. Đây chỗ này lên men thành ancol ethylic là tung hỏa mù. Bây giờ lại sử dụng toàn bộ khí CO2. Ra được 2 thằng CO2. Sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH hay là lấy dư CO2. Mất gốc quá giờ học thầy thôi em ạ. CaOH là lần dư tạo thành kết tủa là kết tủa CaCO3. Mình tìm được số mol kết tủa bằng 80 chia cho 100 ấy, thì bằng 0,8 đúng không? Và ở đây có tử dư nên mình có số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa 0,8 nhỉ. Vậy này bằng 0,8 này. Hiệu suất 75%. Vậy này bằng 0,75. Vậy mình có này. 0,8 nhân 1 chia 2. 0,8 nhân 1 chia 2. 0,8 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, đây nghịch chia. Chia 0,75. Thấy chưa? Kết quả bao nhiêu nha. Xem nào. 0,8 chia 2 chia 0,75 bằng chia đấy, không nhiều đứa nhìn tượng nhân.
nhân 180 bằng, chết rồi, nhân sai rồi, bằng này, nhân 180 bằng 96 gram, các em nhìn chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. 42G sai em ạ. Lên anh trả 42G sai em ạ. Câu 38. 38 nào, cả nhà comment đáp án nữa nào. Thanh niên nào phải nhắc lại, thanh niên nào chưa xe nhanh về tường. Thế thôi, nói nhiều. Thấy thầy giảng hiểu bài chấm cái xong rồi xe về tường rồi. Xe trong các nhóm nữa. Câu 38 nào. Cho mờ gam của glucose lên men thành ăn con nitric liệu số 80%. Lại như cũ rồi. Glu C6H12 câu 6. Đúng chưa? Hấp thụ toàn bộ CO2 sinh ra. Ra được hai thằng CO2 đúng không? Hấp thụ CO2 sinh ra dung dịch đút vào trong dư lại có từ dư. Mình có là số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa đúng không? Vậy số mol kết tủa là 20 chia 100 thì bằng 0,2. Hiệu suất thằng này là 80, thằng này là 0,8. Suy ngược nào. Nhìn kỹ nhá. 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1 chia 0,8. Thuận nhân nghịch chia mà. 0,1 mà chia 0,8, 0,1 chia 0,8 bằng nhân 180 bằng 22,5 gram. 22,5 gram. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Wow, mình còn 4 câu nữa thôi. Các thanh niên này còn 4 câu nữa thôi. Nào các thanh niên ơi, còn 4 câu nữa thôi. Câu 42 làm gì đủ sức là mini game, hôm nay bình thường. Bát 9 nào. Nào bát 9 nào. Bát 9 nào. Tráng bạc hoàn toàn mg glucose. Thu được 86,4 gram bạc. Nếu lên men hoàn toàn mg glucose rồi cho khí thu được hấp thụ nước phải trong dư thì thối khối lượng kết tủa. Thầy vẫn đang làm từ từ và Nguyễn Văn Phương. 39 à. Tráng bạc hoàn toàn mg glu. Glu nhá. À tại vì thầy đang like trên fanpage của nhà Nicky của thầy bay màu rồi. Đang like lên fanpage thì không có thông báo đâu. Glu nè. Tráng bạc hoàn toàn mg glucose thì thu được hàng bạc đúng không? Quỳnh xe về tường nhá, xong xe vào trong cái nhóm chat của lớp mình giúp thầy. À, mình tìm được số con bạc bằng 86,4 mà chia cho 108 thì bằng 0,8 đúng không? Đúng chưa? Vậy hoàn toàn thì suy ngược lại được số mol glucose 0,8 nhân 1 chia cho 2 thì bằng 0,4 đúng không? Được chưa? Mặt khác này, đề bài nói này, vẫn lên men hoàn toàn mg glucose. Rồi cho khí thu được hấp thụ ở nước vôi trong dư. Vậy thu được hai thằng CO2. Anh này đang 0,4. Được chưa? Không có hiệu suất. Thế là thu được 0,4 nhân 2 bằng 0,8 con CO2. Mà CO2 hấp thụ vào trong CaOH 2 lần dư nhá. Do có từ dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,8. Số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,8. Vậy ngay lập tức mình tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,8 nhân 100 thì bằng đáp án đây này. 80, các em nhìn chưa? Đáp án đúng mình là đáp án C. 80. Ok. Sang câu 40 nhá. Sang câu 40 nhá. Sang câu 40 nhá. Sao đến bot rồi các em ạ? Cố đấy. Bao nhiêu bạn muốn thầy giải cực kỳ chi tiết bot chấm cái xe về tường để thầy giải chi tiết bot cho các em xem. Bao nhiêu bạn muốn thầy giải cực kỳ chi tiết bot à? Các thanh niên nào muốn thầy giải cực kỳ chi tiết bot à? Nào mình có câu 40 rồi. Lên men 41,4 gram glucose với hiệu suất 80%. Lượng khí thu được hấp thụ hoàn toàn dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là. Thế mình có nhá, mình có này. Glu. Mình tìm được số mol glu luôn, 41,4 chia 180. 41,4 chia 180 bằng 0,23 mol. Hiệu suất là 80% mà 0,8. Được chưa? Hôm nay toàn fan cứng nhỉ, livestream này nhìn thấy toàn fan cứng luôn. Thu được hai thằng CO2 nhỉ. 0,23 nhân 2. 0,23 nhân 2 thuận nhân nhân 0,8 ra số mol CO2 nhá. 0,23 này nhân 2 nhân 0,8 này bằng 0,368. 0,368. Mà đề bài lại bảo là gì? Hấp thụ vào nước vôi trong dư. Thằng này hấp thụ vào CaOH 2 lần dư thì mình có số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa nhỉ. Vậy số mol kết tủa bằng 0,368
mình muốn mình có là 0,368 nhân 100 thì bằng 36,8. Ok chưa? 41. Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu bạn có thể bỏ lỡ nó. Đấy. Câu 41 à? Cho mg glucose lên men thành anconetilic. Khí sinh ra cho nước vào trong dư. Thu được EC thế dày thầy ơi. Sai hết. 42. 42, những bạn nào làm được A, B, C, D đều sai. 42 đáp án thầy đáp án E. Nhưng đố mà em biết đáp án E là bao nhiêu gram? 3 chấm gram. Hãy comment đáp án là 3 chấm nhá. Để giờ cuộc chơi dành cho các em. Thầy chữa nốt câu 41 cho các bạn đã. À, cho m gam glucose lên men thành anconetilic. Glu lên men thành anconetilic, khí sinh ra cho nước vôi trong dư thì lại thu được hai thằng CO2 đúng không? Hiệu suất là 60%. 0,6. À, một do vào nước vôi trong dư thì mình có số mol CO2 bằng số mol kết tủa nhỉ. Số mol kết tủa là 120 chia 100 bằng 1,2. Suy ngược 1,2 nhân 1 chia 2. Thế mà mấy đứa đòi chơi mini game các thứ. 1,2 nhân 1 chia 2 bằng 1,2 chia 2 thuận nhân nghịch chia. Chia 0,6 thằng này bằng 1 đúng không? 1 nha. 1 nhân với 100 80 thì bằng 180 gram. Được chưa? Đáp án đúng, đáp án gì? Một đúng. Nào 42 này. Ô Lê Gấm đúng rồi này, 84 gram chính xác Lê Gấm. Bạn Lê Gấm comment đúng chính xác câu 42, 84 gram. Nãy làm mini game thì hay. Ô đèn của thầy đi, sân chơi của thầy đi, quyền lựa chọn của thầy mà em. À, nào nốt câu 42 nào. Nốt câu 42 nào. 84 chính xác nhìn nguyện. Đúng rồi. Các em quan sát kỹ nhá, thầy chữa câu 42 nhá, thầy chữa chậm này. Thầy chữa khá là chậm mà bạn nào mà nhớ là sau này câu 42 các em gặp rất rất nhiều. Thế nên là để mà có tài liệu để ôn thì bạn nào quên chưa kịp xe thì xe lại về tường để có tài liệu ôn nhá. Nhất là xe lại xong rồi là nhất là có máy tính thì load lại về máy tính hoặc là theo dõi trên channel của thầy, bởi vì nếu mà thầy bị bay nick thì lại vào một cái ngày đẹp trời mà em lại muốn học lại thì lại không học lại được. Thế nên là tốt nhất là nên follow channel của thầy. Channel của thầy sẽ up lại tất cả các bài giảng free của thầy. Channel của thầy nó là channel trên YouTube. Channel trên YouTube đợi thì xíu. Channel trên YouTube của thầy là channel trên này thì up hết. Mình đây, các em có thể nhảy vào channel của thầy để follow đăng ký nhá. Đấy, channel này có thể up lại tất cả đây. Live free có bao nhiêu live free ST trong đề thi học. Live free 07. Đấy, rất rất nhiều đây. Nốt nhá. 42 nào. Lên men mg glucose thành anconetilic. Đó, glucose. Hiệu suất quá trình 15%. Tôi cũng nói thế nhưng mà nó là lượng CO2. Cứ thích chơi kiểu thế. Được chưa? Để tách CO2 nhá. CO2 này hấp thụ vào CH2 lần. Ở đây có từ dư không? Không có từ dư nó mới xoắn quẩy. Thu được kết tủa CaCO3 và dung dịch X. Đấy, nhỏ thế. Thêm NaOH vào dung dịch X. NaOH thì thu được kết tủa nữa. À, thu được kết tủa nữa. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn 100% trong dung dịch X chúng ta phải có CaHCO3 hai lần các em ạ. Chắc chắn phải có CaHCO3 hai lần. Minh Berlin em nhá. Và thu được kết tủa. À, kết tủa chúng ta kết tủa CaCO3. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất là mắc nhất thì tối thiểu NaOH sử dụng là nhỏ nhất, min nhất là 0,1 nhân với 1 bằng 0,1 mol. Đấy, bây giờ thầy mới phân tích cái này cho các em xem. Giờ phân tích cho em. Thầy đặt số mol đây là 50 gram thì cho thằng này 0,5 mol rồi. Thầy đặt số mol CaHCO3 là amol. Thầy có này. Số mol đầu tiên là HCO3 trừ cộng với OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ đúng không? Số mol HCO3 trừ là 2A.
số monomer trừ là 0,1. Chú ý đề bài nói thằng này là nhỏ nhất. Các em nói cho thầy, thầy nói cho em biết một điều nhé, do anh này là nhỏ nhất nên là số mol CO3 trừ phải tính cho thằng nhỏ nhất, bởi vì có thể là HCO3 trừ dư, đúng không? Vậy nó sẽ bằng là 0,1. CO2 trừ 0,1 thì lúc này CO3 trừ tạo thành tác dụng với canxi 2 cộng. Số mol canxi 2 cộng là amon, để tạo thành kết tủa CaCO3. Ở đây đề bài nói kết tủa là mắc nhất, là lớn nhất. Kết tủa là lớn nhất. Vậy khi và chỉ khi kết tủa là lớn nhất, khi và chỉ khi kết tủa là lớn nhất, khi và chỉ khi gì? Khi và chỉ khi thằng gì? Canxi 2 cộng bị kết tủa hết, đúng không? Canxi 2 cộng bị kết tủa hết, vậy thì A bắt buộc phải bằng 0,1. Được chưa? Vậy A ta bằng 0,1. Hiểu chưa nhỉ? Các em, những bạn nào hiểu bài rồi thì chấm cái để thầy biết nhé. Vậy đến đây thì bảo toàn carbon này, 0,1 x 2 bằng 0,2 cộng 0,5, vậy CO2 bằng 0,7 cơ. Được chưa? CO2 bằng 0,7, vậy anh này là 0,7 này. 0,7 x 1 chia 2 thì bằng 0,35. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,75. Và mình có nha, 0,35 chia 0,75. Bạn Phương, bạn Phương chưa hiểu thì phải theo dõi các cái buổi live stream của thầy từ đầu đến giờ Phương ạ. Chứ được chưa? 0,35 chia 0,75 thì bằng anh này nhá, nhân 180 này, bằng này 84. Vậy đáp án đúng chúng ta là E 84 này. Đấy, bây giờ thầy nói lại cho một số các bạn chưa hiểu này. Cái mấu chốt ở đây là ở đây là NaOH là min nhất, xu được kết tủa CaCO3 là mắc nhất. Vậy đây mình có nhá, HCO3 trừ NaOH trừ thì OH trừ đây phải là min nhất, được chưa? Mà số mol biết là 0,1 rồi. Vậy thì số mol tạo thành CO3 trừ sẽ tính là thằng min nhất, bởi vì thằng HCO3 trừ có thể bị dư nên không tính là thằng này. Vậy anh CO3 trừ là 0,1 nhá. Để kết tủa là mắc nhất thì có phải là kết tủa hết thằng canxi 2 cộng không? Số mol canxi 2 cộng mình biết là A, thả A xuống đây. Vậy kết tủa hết khi và chỉ khi thằng này cộng thằng này thì tỷ lệ mol 1:1. Vậy A phải bằng 0,1. A bằng 0,1 thế vào đây. 0,1 nhân 2 cộng 0,5 bằng 0,7. Đây là 0,7 nhân 1 chia 2. Được chưa? Nhân lên thì bằng 84. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án E. Các em hiểu bài chưa? Ok. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Và buổi sau chúng ta sẽ học bài mới là phần về carbohydrate trong đề thi đại học nhá. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây. Các em nhớ lịch học của thầy cố định, lịch học cố định là từ 20 giờ tối thứ hai và thứ tư. Cứ 20 giờ tối thứ hai và tối thứ tư, buổi sau là thứ hai nhá. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.